Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ Chính ăn mày Nhật để xây đường sắt hay để rỉa đây. Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm lễ khởi công vào ngày 28 tháng 8 năm 2012. Tuyến đường sắt đô thị này chỉ dài có 19,7 km, tiến độ theo kế hoạch là thi công trong 5 năm. Tuy nhiên, cho tới nay đã 12 năm trôi qua và tuyến đường này vẫn chưa hoàn thành. Đây là dự án vay vốn ODA của Nhật Bản. Có thể nói, dự án bị trì hoãn là do quản lý của chính quyền thành phố rất yếu kém, mà đã kéo dài thì điều tất yếu là phải đội vốn. Dự án đường sắt chỉ dài có 20 km mà quản lý cũng không được. Không chỉ tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên mà dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông của Hà Nội cũng như thế. Chiều dài của tuyến này chỉ có 13 km nhưng lại chậm tiến độ đến 10 lần và đội vốn lên gấp gần 10 lần dự toán ban đầu. Công trình xây dựng nào cũng vậy, để đảm bảo tiến độ cần phải chuẩn bị tài chính tốt và công tác quản lý phải khoa học. Bởi tiến độ dự án cũng đồng nghĩa với việc tính kinh tế trong xây dựng. Ngay cả chỉ xây một căn nhà nhỏ bé cũng cần đúng tiến độ, nếu chậm tiến độ thì bao giờ vốn cũng bị đội lên. Phần thiệt hại do đội vốn là phần hữu hình, còn thiệt hại cho nền kinh tế của đất nước khi dự án bị chậm nhiều năm thì không thể hạch toán được. Cho nên khi dự án khởi công và chậm tiến độ sẽ gây ra lãng phí cho nguồn lực của đất nước rất lớn, và đó chính là tiền thuế của người dân cả nước đóng góp. Về tầm vóc, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lớn hơn hai dự án đường sắt đô thị Sài Gòn và Hà Nội rất nhiều lần. Chiều dài của tuyến đường sắt này khoảng 1.500 km với tổng số vốn dự tính lên đến 110 tỷ đô la Mỹ. Câu hỏi đặt ra là liệu nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam có quản lý nổi đại dự án này hay không? Với tầm vóc bé xíu như dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và dự án Cát Linh - Hà Đông mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quản lý không xong, thì hỏi làm sao họ quản lý nổi một đại dự án với quy mô gấp hàng trăm, hàng ngàn lần hai dự án kia? Chắc chắn là họ không quản lý nổi. Dự án đường sắt dài 13 km cũng không quản lý xong. Quản lý dự án mà để cho dự án đội vốn và chậm tiến độ thì rõ ràng đấy là quản lý rất tồi. Nguyên nhân của việc đội vốn và chậm tiến độ là do năng lực quản lý kém và lòng tham mà ra. Quản lý yếu kém thì không tìm được cách khắc phục khó khăn để thúc đẩy cho dự án đúng tiến độ, còn lòng tham khiến người quản lý tìm cách gặm nhấm dự án, mà khi gặm nhấm quá nhiều thì điều tất yếu là dẫn đến tình trạng công trình không đủ vốn thi công hoặc là kém chất lượng, bởi tiền mà nhà thầu lấy để nhét vào tiền cho quan chức quản lý cũng lấy từ dự án mà ra, và dẫn đến kiện cáo kéo dài. Vậy câu hỏi đặt ra là Đảng Cộng sản Việt Nam có gỡ bỏ được năng lực quản lý kém và lòng tham ra khỏi quan chức được hay không? Nếu không gỡ bỏ được hai điều này thì kịch bản cũ là chậm tiến độ và đội vốn lại tái diễn mà thôi, và lần này nó con số hơn 100 tỷ đô la chứ không phải ít. Khi đó người dân lại phải còng lưng trả nợ đời con đời cháu, còn những quan chức bất tài và tham lam thì đã đầy túi. Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 110 tỷ đô la là nguồn tiền rất lớn, có thể sẽ rơi vào khá nhiều túi của các quan tham trong cả nước. Vào ngày 16 tháng 12, khi đang trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đề nghị Thủ tướng Nhật Bản cung cấp vốn ODA cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Vậy là ông Chính lại tiếp diễn trò ăn mày nước dầu, dù đã 37 năm từ sau khi mở cửa, không biết ông Phạm Minh Chính có thấy nhục hay không. Với đại dự án đường sắt dài tới 1.500 km thì vay tiền về tranh nhau gặm nhấm, chứ làm gì quản lý cho nổi. Bề ngoài thì nói là xây dựng hạ tầng giao thông cho đất nước, Đảng Cộng sản vẫn luôn nhân danh những điều tốt đẹp để ăn mày các nước giàu. Nhưng thực chất sau khi được nhận gói vay thì quan chức lại tranh nhau ăn ngập mặt bằng các công ty sân sau. Lại chậm tiến độ, lại đội vốn và dân lại gánh thêm nợ. Tiền từ tham nhũng lại được các quan chức đầu tư cho con cái của họ sang các nước giàu, du học và hưởng thụ cuộc sống nơi xứ tư bản dẫy chết. Còn núi nợ thì để lại cho 100 triệu người dân Việt Nam phải gánh tiếp. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ Chính ăn mày Nhật để xây đường sắt hay để rỉa đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin bị Hun Manet dội gáo nước lạnh. Vào ngày 14 tháng 12, trên trang Facebook có tích xanh được cho là của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen có đăng dòng trạng thái với nội dung như sau. Tuyên bố của người phát ngôn chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không cho phép Vingroup Việt Nam vận hành công ty taxi điện tại Campuchia. Hình ảnh trang Facebook của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa tin. Đi kèm theo với status này là một văn bản được ghi bằng tiếng Campuchia có nội dung như sau. Tuyên bố của người phát ngôn chính phủ Hoàng gia Campuchia thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2023. Một số cơ quan truyền thông đưa tin tập đoàn Vingroup của Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt 2.500 taxi điện tại Phnom Penh và một số thành phố khác. Thông tin này đã thu hút được sự chú ý của một số người trên mạng xã hội và được chia sẻ khiến cho một số người hiểu lầm rằng công ty này sẽ mở doanh nghiệp tại Campuchia. Người phát ngôn Hoàng gia Campuchia muốn thông báo với công chúng rằng trong cuộc gặp với Samtech chiều ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội, Chủ tịch tập đoàn Vingroup thực sự đưa ra yêu cầu và bày tỏ mong muốn được đầu tư mở một hãng taxi. Tuy nhiên, Samdech, Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã không cấp phép theo yêu cầu của công ty. Đây là hình ảnh văn bản thông báo được ghi rõ. Như vậy thì đã rõ, ý định đưa taxi xanh sang Campuchia của ông Phạm Nhật Vượng đã bị ông Thủ tướng trẻ Hun Manet chặn đứng. Không biết vì sao Thủ tướng Campuchia lại từ chối một công ty nước ngoài đầu tư vào đất nước của ông. Tuy nhiên, qua đây cũng cho thấy, con đường tiêu thụ ô tô ế của chính ông Phạm Nhật Vượng đang gặp lực cản không hề nhỏ, dù là chỉ mở một phạm vi hoạt động trong khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, lượng taxi xanh của ông Vượng đang nằm bãi rất lớn. Nếu không tìm cách mở rộng thị trường taxi điện, thì rất khó có thể tiêu thụ hết lượng hàng mà công ty này sản xuất ra. Tại thị trường Việt Nam có vẻ như sự háo hức ban đầu của người Việt Nam không còn nữa, bởi vì dù có yêu nước đến đâu thì chất lượng sản phẩm mới là yếu tố quyết định. Không ai lại bỏ ra số tiền bằng cả gia tài để mua về một sản phẩm bị lỗi, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người mua, cho người lưu hành bao gồm bản thân họ và gia đình. Điều này khiến cho việc mở rộng thị trường ngay tại Việt Nam đã khó, thì nói gì đến thị trường ở nước ngoài. Có vẻ như sáng kiến lập công ty taxi để tiêu thụ xe của chính mình chỉ là giải pháp tạm bợ cho bài toán ế xe của VinFast. Với lượng taxi xanh nằm bãi thì quá lớn, ông Vượng khó mà tiêu thụ hết những sản phẩm mà ông sản xuất ra. Tình hình tiêu thụ xe VinFast ở thị trường Bắc Mỹ cũng không khả quan. Vào ngày 16 tháng 8, khi trả lời phỏng vấn trên VTV, giám đốc điều hành của VinFast bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết toàn bộ số xe điện đem sang thị trường Canada đã được bán hết, không còn một chiếc nào. Khách hàng còn đang thúc giục VinFast cung cấp thêm. Số xe VinFast mang sang Canada là 781 chiếc VinFast 8. Tuy nhiên, trên trang web của chính phủ Canada, số xe VinFast cả bán lẫn cho thuê từ đầu năm đến cuối tháng 10 năm 2023 là 2 tháng rưỡi sau khi giám đốc điều hành Thủy trả lời phỏng vấn, tổng cộng chỉ có 416 chiếc mà hầu hết là cho thuê. VinFast cũng loan báo rằng 9 tháng đầu năm họ bán được 21.342 xe trên thị trường Bắc Mỹ, trừ đi số xe bán ở Canada. Như vậy, VinFast bán được 20.561 xe điện trên thị trường của Mỹ. Nhưng vào cuối tháng 11 năm 2023, thông báo của chính phủ ở nước này đã thống kê số chi tiết xe VinFast đã bán ra ở từng địa hạt. Bản thống kê chi tiết cho thấy đến hết tháng 10 năm 2023, VinFast vừa bán vừa cho thuê được vỏn vẹn có 220 chiếc xe trên thị trường Hoa Kỳ. Những chiếc taxi tìm đường sang Campuchia nhưng cũng không được. Như vậy, VinFast đang gặp khó trên thị trường Bắc Mỹ, cộng với việc huy động vốn trên thị trường Nasdaq không như mong đợi. Còn thị trường trong nước, VinFast cũng đang rơi vào bế tắc, cả lượng xe bán ra lẫn xe taxi. Ngoài ra, bất động sản Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đóng băng kéo dài. Vin đang gặp lực cản ở hầu hết các ngành mà họ đầu tư. Hiện nay, Vingroup chỉ còn cách cầm cự đợi thời. Nhưng liệu Vin sẽ cầm cự được bao lâu đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vượng bị Hun Manet dội gáo nước lạnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa,
thời báo.de.